Ngày 18 tháng 3 tại huyện Mộc Châu, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo một số sở ban ngành và huyện Mộc Châu đã đi kiểm tra công tác thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã và khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Năm 2023, huyện Mộc Châu đã hoàn thành hai đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn huyện gồm trung tâm thị trấn Mộc Châu và trung tâm thị trấn nông trường Mộc Châu. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được cải thiện, trong 24 dự án trọng điểm do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư có 6 dự án đã hoàn thành, các dự án còn lại đang được tập trung triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Việc hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 4 của đô thị Mộc Châu đến thời điểm này đã đạt 82,93 điểm, trong đó đạt 5 trên 5 tiêu chí. Đối với việc xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025, trong năm điều kiện với 20 tiêu chí, đến nay đã đạt 19 tiêu chí đồng chí Hoàng Quốc Khánh và đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình dự án hạ tầng, khung và các khu tái định cư trên địa bàn huyện Mộc Châu, trong đó có dự án tuyến đường trục chính đô thị nội thị Mộc Châu. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với huyện Mộc Châu tập trung thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, thường xuyên báo cáo tiến độ và giả soát các vướng mắc khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, nhất là công tác quy hoạch đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm phân đấu xây dựng huyện mộc châu trở thành thị xã và khu du lịch quốc gia mộc châu theo đúng lộ trình đề ra